Mời các bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây trà Lựu Thường. Đẹp không ạ? Hay còn gọi là cây trà lựu đỏ đấy ạ. Hoa đẹp không? Bùng hoa quá là mỹ mãn luôn nha bạn nhé. Rất đẹp đúng không ạ? Cái bọn này nó sai hoa và khỏe cây lắm ạ.